Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Xin chào tất cả các con ơi, trong bài học ngày hôm nay thì cô và chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về phần kiến thức liên quan đến phép chia một số thập phân cho một số thập phân. Nào, bây giờ thì chúng mình hãy cùng nhau quan sát lên ví dụ đầu tiên của cô. Đề bài cho là gì? Một thanh sắt dài 6,2 decimet, cân nặng 23,56 kg. Hỏi 1 decimet của thanh sắt đó cân nặng bao nhiêu kg? Vậy ở trong bài toán này, để trả lời được câu hỏi mà đề bài đã cho thì chúng ta phải thực hiện cho cô phép chia, đúng không nào? Đây là một bài toán rút về đơn vị. Cô sẽ lấy 23,56 chia cho 6,2 và ra kết quả bằng bao nhiêu thì đây chính là đáp án. Tức là trong bài này chúng ta sẽ phải thực hiện cho cô phép chia hai số thập phân cho nhau. Và để thực hiện được phép chia này thì chúng ta có thể biến cho cô gì nhỉ? Phép chia hai số thập phân trở thành một phép chia mà các con đã được học. Ở đây cô sẽ thực hiện nhân cả số bị chia và số chia với 10. Nào, tại sao cô nhân với 10 thì các con hãy quan sát vào đây này. Ta có 23,56 chia 6,2 thì hôm trước chúng ta đã được học là khi mà chúng mình nhân cả số bị chia và số chia với một số tự nhiên thì thương sẽ không thay đổi. Vậy cô lấy 23,56 nhân với 10 chia cho 6,2 nhân với 10. Tức là cô đang biến phép chia này trở thành phép chia gì nhỉ? Nhân với 10 thì dấu phẩy sẽ dịch sang bên phải một chữ số. Ở đây, tích đầu tiên ra kết quả 235,6. Tích thứ hai ra kết quả là 62. Vậy là gì? Cô đã biến phép chia hai số thập phân trở thành phép chia một số thập phân cho một số tự nhiên. Phép chia này các con đã được học rồi, có đúng không nào? Nào, thông thường thì chúng ta sẽ đặt tính rồi làm như sau. Nào, quan sát vào đây, cô có phép chia như vậy. 235,6 chia cho 62 thì thực hiện theo đúng quy tắc mà các con đã được học, cô ra kết quả là 3,8, được chưa nào? Thì ở đây các con thấy là gì? Làm thế nào để cô có thể thực hiện được phép chia này nếu như cô không biến đổi nó về phép chia một số thập phân cho một số tự nhiên nữa, mà chúng ta chia luôn trực tiếp. Đây, chia luôn hai số thập phân cho nhau. Thì ở đây chúng ta sẽ làm như sau này. Phần thập phân của số 6,2 có một chữ số, đúng không nào? Đây, 6,2 có một chữ số, cho nên cô sẽ dịch chuyển dấu phẩy của số bị chia, tức là số 23,56, dịch chuyển dấu phẩy này sang bên phải một chữ số. Nha. Vì phần thập phân của số chia có một chữ số cho nên cô dịch chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải một chữ số. Cô sẽ được số 235,6. Và sau đó cô bỏ dấu phẩy ở số 6,2 đi. Được chưa nào? Thì chúng ta sẽ không cần phải thực hiện qua bước đó là nhân cả số bị chia với số chia với 10 nữa, được chưa? Thì đây chính là quy tắc mà để chúng ta chia hai số thập phân cho nhau. Đấy, thì khi mà cô đã dịch chuyển xong rồi thì cô sẽ có phép chia là 235,6 chia cho 62, được chưa nào? Thì đây chính là quy tắc để chúng ta chia một số thập phân cho một số thập phân. Rồi bây giờ cô sẽ có một cái ví dụ số 2 như sau. Nào. Phép chia 82,55 chia cho 1,27. Thì chúng ta sẽ thực hiện đặt tính rồi làm như sau này. Bây giờ đếm cho cô ở phần thập phân của hai số nhá. Đầu tiên là số bị chia thì có hai chữ số, đúng không nào? Số bị chia 82,55 thì phần thập phân có hai chữ số. Số bị chia sau đó đến số chia thì 1,27, phần thập phân cũng có hai chữ số, đúng không nào? Đấy, thế thì có phải là phần thập phân của số chia có hai chữ số cho nên cô sẽ gì? Cô sẽ thấy là nó giống với số bị chia cho nên chúng ta được phép là bỏ dấu phẩy ở hai số đó đi. Đấy chưa nào? Hoàn toàn chúng ta được phép bỏ hai cái dấu phẩy này đi. Bởi vì phần thập phân của cả số bị chia và số chia có số chữ số giống nhau. Đấy, thế sau khi mà cô bỏ đi thì cô sẽ được phép chia nó là 8.255 chia cho 127. Và đến đây chúng ta đang thực hiện phép chia hai số tự nhiên cho nhau, có đúng không nào? Thế chúng ta làm như bình thường thôi. Kết quả ra 65. Thì đây cũng chính là kết quả của phép chia mà đề bài
đã cho. Đó. Thế thì qua hai cái ví dụ vừa rồi, chúng ta sẽ rút cho cô được quy tắc muốn chia một số thập phân cho một số thập phân thì các bước thực hiện như sau. Đầu tiên, đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia nhá. Phần thập phân của số chia thì chúng ta sẽ chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số. Đó, thì đây chính là bước quan trọng nhất trong cái phép chia này. Và tiếp theo, chúng ta bỏ dấu phẩy ở số chia đi. Để xem nào, bỏ dấu phẩy số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên. Đó, thì đây là quy tắc chia một số thập phân cho một số thập phân. Bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau áp dụng quy tắc này để đi thực hiện ngay bài tập đầu tiên. Bài tập số 1. Đề bài yêu cầu chúng ta đặt tính rồi tính, có đúng không nào? Cô có các phép chia hai số thập phân cho nhau. Bây giờ vận dụng đúng quy tắc đó. Cô và chúng mình sẽ làm câu A trước. 19,72 chia cho 5,8. Bước 1, đếm cho cô phần thập phân ở số chia có một chữ số, cho nên chúng ta phải dịch chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải một chữ số, đúng không nào? Vậy dấu phẩy của cô đang ở đây, cô sẽ phải nó dịch chuyển sang đây, gạch dấu phẩy đi, được chưa nào? Và gạch bỏ dấu phẩy ở số chia, sau đó chúng ta thực hiện phép chia 197,2 chia cho 58. Nào, bây giờ chúng ta chia nhá. 197 chia cho 58 thì chúng mình nhẩm được 3 lần, có đúng không nào? 3 x 8 là 24. 7 ở đây chúng ta mượn 2 là 27 trừ 24. Dư 3, viết 3 nhớ 2. 3 x 5 15, nhớ 2 là 17. 19 trừ 17 là dư 2. Vậy ở đây chúng ta đang dư 23. Được chưa nào? Hết phần gì? Hết phần nguyên rồi. Bây giờ bắt đầu chia sang phần thập phân thì cô phải đánh một dấu phẩy ở bên phải của thương vừa tìm được. Cô hạ chữ số đầu tiên của phần thập phân xuống. 232 chúng ta chia cho 58 thì nhẩm được mấy lần nào? Nhẩm được 4 lần, đúng không nào? 4 x 8 là 32. 2 ở đây mượn 3, tức là 32 trừ 32 là hết. 4 x 5 là 20, nhớ 3 là 23, đúng không nào? 23 trừ 23 hết. Vậy phép chia đầu tiên 19,72 chia cho 5,8, cô được kết quả là 3,4. Được chưa nào? Đây chính là câu đầu tiên. Bây giờ sang đến câu B nào. 8,216 chia cho 5,2. Nào, bây giờ đếm này. Có một chữ số ở phần thập phân ở số chia, cho nên dấu phẩy ở số bị chia phải dịch chuyển sang bên phải một chữ số. Gạch bỏ dấu phẩy đi, đúng không nào? Gạch bỏ dấu phẩy ở số chia đi. Cô được 82,16 chia cho 52. Bây giờ chúng ta thực hiện phép chia như bình thường. 82 chia 52 được 1 lần. 1 x 2 bằng 2, 2 trừ 2 là hết. 1 x 5 bằng 5, 8 trừ 5 là 3. 30. Sau đó hết phần nguyên, chúng ta phải đặt dấu phẩy ở phía bên phải của thương, đúng không nào? Hạ chữ số đầu tiên của phần thập phân xuống là 301 chia cho 52. Nào, nhẩm cho cô được mấy lần đây? Được 5 lần, đúng không nào? 5 x 2 bằng 10. 1 ở đây mượn 1 là 11 trừ 10 là dư 1. Viết 1 nhớ 1. 5 x 5 là 25, nhớ 1 là 26. 30 trừ 26 là dư 4. Tiếp theo hạ chữ số 6 xuống, 416 chia cho 52 được 8 lần. Có đúng không nào? Được 8 lần. 8 x 2 là 16, 6 ở đây mượn 1 là 16 trừ 16 hết. 8 x 5 40, nhớ 1 là 41. 41 trừ 41 hết. Được chưa nào? Vậy phép chia thứ hai 8,216 chia cho 5,2
ra kết quả bằng 1,58. Đó, thì đây là yêu cầu B. Bây giờ sang đến câu C nào. Câu C cô có phép chia là gì? 12,88 chia cho 0,25. À, câu C. 12,88 chia 0,25. Thế ở đây thì cả số bị chia và số chia đều có hai chữ số ở phần thập phân, cho nên chúng ta gạch bỏ hết hai dấu phẩy đi là xong. Đúng nào? Cô đưa về phép chia hai số tự nhiên. 1,288 chia cho 25. Bây giờ chúng ta sẽ chia nhé. 128 chia 25 được 5 lần. 5 x 5 là 25. 8 ở đây mượn 2. 28 trừ 25 là dư 3. 5 x 2 là 10, nhớ 2 là 12. 12 trừ 12 là hết. 38 nào. 38 chia cho 25 được 1 lần. Đúng không nào? 1 x 5 bằng 5. 8 trừ 5 dư 3. 1 x 2 bằng 2. 3 trừ 2 dư 1. Bây giờ cô muốn thực hiện phép chia tiếp thì chúng ta phải gì? Đánh một dấu phẩy vào đây, viết thêm một chữ số 0 và số dư. Có đúng không nào? Bây giờ chia này. 130 mà chia cho 25 thì được 5 lần. 5 x 5 là 25. 0 ở đây chúng ta mượn 3, tức là 30 trừ 25 là dư 5. Viết 5 nhớ 3, đúng không nào? 5 x 2 bằng 10, nhớ 3 là 13. Rồi, dư 5. Bây giờ viết thêm chữ số 0 nữa nào. 50 chia cho 25 thì được 2 lần. 2 x 25, 50 trừ 50 là... Vậy, phép chia này 12,88 chia 0,25 ra kết quả là 51,52. Xong như nào? Đây chính là phép chia ở phần C. Phép chia cuối cùng ở phần D. Nào, câu D. 17,4 chia 1,45. Ở đây thì đếm cho cô nhé. Ở phần thập phân của số chia có hai chữ số, mà phần thập phân ở số bị chia có một chữ số, thì chúng ta thế nào? Phải viết thêm một chữ số 0 nữa đúng không? Sau đó chúng ta dịch chuyển dấu phẩy sang phía bên phải hai chữ số, tức là cô được số 1,740. Cô chia cho 145. Nào bây giờ chúng ta chia. 174 chia 145 được 1 lần. 1 x 5 bằng 5. 4 ở đây mượn 1 là 14 trừ 5 là dư 9. Viết 9 nhớ 1. 1 x 4 là 4, nhớ 1 là 5. 7 trừ 5 là dư 2. 1 x 1 bằng 1. 1 trừ 1 là hết. Hạ chữ số 0 xuống. 290 chia 145 được 2 lần. 2 x 5 là 10. 0 ở đây mượn 1. 10 trừ 10 là hết. 2 x 4 là 8, nhớ 1 là 9. 9 trừ 9 là hết. 2 x 1 bằng 2, 2 trừ 2 là hết. Vậy, phép chia này chúng ta ra kết quả là 12. 17,4 chia 1,45 bằng 12. Các bạn đã hiểu chưa nào? Thế là qua bài tập số 1, chúng ta áp dụng đúng quy tắc chia một số thập phân cho một số thập phân thì các con có thể dễ dàng thực hiện và tính ra các đáp án giống như của cô. Được chưa nào? Bây giờ thì cô và chúng mình sẽ cùng nhau bước sang bài tập số 2 nhé. Sau đây sẽ là bài tập số 2 của chúng mình. Bài tập này thì đề bài yêu cầu là gì? Biết 4,5 lít dầu nặng 3,42 kg. Hỏi 8 lít dầu như thế thì cân nặng bao nhiêu kg? Vậy thì trước tiên chúng ta hãy tóm tắt một chút này. 4,5 lít dầu thì có cân nặng là 3,42 kg. Thế thì 8 lít dầu cân nặng bao nhiêu? Thì trước tiên là chúng ta phải tính cho cô gì nhỉ? Cân nặng của 1 lít dầu trước đã. Muốn tính cân nặng của 1 lít dầu thì cô sẽ lấy gì? Cân nặng của 4,5 lít dầu chia cho 4,5. Tức là chúng ta thực hiện phép tính chia 3,42 chia cho 4,5. Được chưa nào?
Sau đó cô tính cân nặng của 8 lít dầu thì chúng ta sẽ lấy cân nặng của 1 lít dầu nhân với nhân với 8. Tức là bài toán này chúng ta sẽ phải làm qua hai bước giải. Nào. Bài giải của bài tập số 2 như sau. Đầu tiên cô sẽ phải trả lời là gì? 1 lít dầu cân nặng số kg là. Chia cho 4,5. Thực hiện cho cô phép tính chia này xem kết quả bao nhiêu. Chia hai số tập phân. Đếm cho cô này, ở số chia có một chữ số ở phần tập phân, cho nên dấu phẩy của số bị chia phải dịch chuyển sang phải. Một chữ số, gạch bỏ hai dấu phẩy đi. Nào, 34,2 chia cho 45. Chúng ta chia nhà đây. 34 không chia được cho 45, vậy phần nguyên là 0. Viết dấu phẩy này. 34 và cô hạ chữ số 2 ở phần tập phân xuống, đúng không nào? 342 mà chia cho 45 thì chúng ta nhẩm được mấy lần nào? 8432, cho nên chúng ta chỉ nhẩm được 7 lần thôi, đúng không nào? 7 x 5 là 35. 2 ở đây mượn 4 là 42 trừ đi 35 thì chúng ta dư 7. Viết 7 nhớ 4. 7 x 4 là 28, nhớ 4 là 32. 34 trừ 32 là dư 2. 27 này, bây giờ cô chia tiếp thì viết thêm một chữ số 0 nữa. 270 mà chia cho 45 thì chúng mình nhẩm được 6 lần. 6 x 5 30, đúng không nào? 0 ở đây mượn 3. 30 trừ 30 là hết. 6 x 4 24, nhớ 3 là 27. 27 trừ 27 là hết. Vậy kết quả là 0,76. Đơn vị là kg. Tức là ở phần này chúng ta đã tính được 1 lít dầu có cân nặng là 0,76 kg. Bây giờ cô trả lời, vậy 8 lít dầu có cân nặng số kg là. Dầu cô sẽ lấy 0,76 nhân 8, đúng không nào? Thực hiện cho cô phép nhân này. Tám nhân 6 là 48. Viết 8 nhớ 4. 8 nhân 7 là 56, nhớ 4 là 60. Viết 0 nhớ 6. 8 nhân 0 bằng 0, cộng 6 là 6, được chưa nào? Phần tập phân ở đây có hai chữ số, vậy cô sẽ tách ở tích ra hai chữ số. Kết quả bằng 6,08 kg. Vậy 8 lít dầu sẽ có cân nặng là 6,08 kg. Đáp số. Được chưa nào? Thì đây chính là cách trình bày của bài tập số 2. Bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau bước sang bài toán cuối cùng trong bài học ngày hôm nay nhé. Sau đây sẽ là bài toán cuối cùng của chúng mình, bài tập số 3. Đề bài cho là gì? May mỗi bộ quần áo thì hết 2,8 mét vải. Mỗi bộ quần áo thì phải dùng đến 2,8 mét. Hỏi có 429,5 mét vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo như thế và còn thừa bao nhiêu mét vải? Thế thì trong bài toán này các con sẽ phải làm như thế nào đây? Đầu tiên muốn xem là 429,5 mét vải may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo thì chúng ta phải lấy 429,5 chia cho 2,8, đúng không nào? Để xem là thương tìm được là bao nhiêu thì đó chính là số bộ quần áo may được nhiều nhất. Còn thừa bao nhiêu mét vải thì chính là số dư. Còn đúng không nào? Chính là số dư. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng cô thực hiện bài tập số 3.
Nào, bây giờ chúng ta sẽ trả lời như sau này. 429,5 mét vải may được nhiều nhất số bộ quần áo là... Cô sẽ phải thực hiện phép chia lấy 429,5 chia cho 2,8. Bây giờ các con thực hiện phép chia này cùng với cô. Nào, 429,5. Ở số chia có một chữ số ở phần thập phân cho nên cô chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải một chữ số. Tức là cô có 4295 chia cho 28. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện chia này. 42 chia 28 được 1 lần. 1 x 8 là 8. 2 ở đây mượn 1. 12 trừ đi 8. Còn 4, viết 4 nhớ 1. 1 x 2 bằng 2 nhớ 1 là 3. 4 trừ 3 còn 1. Hạ tiếp chữ số 9 xuống. Ở đây hạ 9 xuống cô có 149 chia cho 28 đúng không nào? Thì chúng ta nhẩm được 5 lần. 5 x 8 là 40. 9 ở đây mượn 4 là 49 trừ 40 là dư 9. Viết 9 nhớ 4. 5 x 2 là 10 nhớ 4 là 14. 14 trừ 14 là hết. Đến đây 95. 95 mà chia cho 28 chúng mình nhẩm được bao nhiêu nào? Chúng ta nhẩm được 3 lần, đúng không nào? 3 lần. 3 x 8 là 24. Ở đây 5 mượn 2 là 25 trừ 24 là dư 1. 3 x 2 là 6, nhớ 2 là 8, 9 trừ đi 8 là còn 1. Rồi, thì đến đây cô thấy là còn dư 11, chúng ta sẽ không chia nữa, đúng không nào? Vậy thì phép chia này, vừa rồi là chúng ta đã bỏ đi hai dấu phẩy rồi. Vậy số dư của chúng ta phải đặt dấu phẩy thẳng với trên này đúng không nào? Vậy ở đây chúng ta kết luận là 429,5 mà chia cho 2,8 thì chúng ta ra kết quả là 153 bộ. Và dư bao nhiêu nhỉ? Dư 1,1 1,1 mét vải. 1,1 mét vải thì không may được thêm một bộ nữa đâu, đúng không nào? Vậy ở đây chúng ta có đáp số là gì? May được tất cả nhiều nhất 153 bộ quần áo. Và còn thừa 1,1 mét vải. Được chưa nào? Đó, thì ở trong bài tập số 3 này chúng ta trình bày như thế này. Vậy là trong bài học ngày hôm nay thì cô và các con đã cùng nhau đi tìm hiểu về quy tắc chia một số thập phân cho một số thập phân, đúng không nào? Cách thực hiện thì nó không có gì quá khó, nhưng mà các con phải nhớ cho cô lần lượt các bước để chúng ta thực hiện tránh bị nhầm lẫn. Đó, thì về nhà các con có thể làm thêm một số các bài tập tương tự nữa để chúng ta củng cố kiến thức liên quan đến phần này. Hẹn gặp lại chúng mình ở phần luyện tập lần sau. Xin chào. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.